Xin chào các bạn nha, mình là Trung nha. Hôm nay mình có nhận một chiếc AB210 nữa các bạn. 210 thì FI nha các bạn. Thì hôm nay nó hiện tượng lên ga bị hộp nha các bạn. Thì bước sơ bộ mình kiểm tra bằng máy móc trước các bạn. Thì mình nổ máy cho các bạn xem nè. Mình nổ máy rồi nha các bạn. Mình lên ga các bạn thấy tay ga mình lên nè. Nó hộp ra rất là nặng nha các bạn. Nó hộp ga toàn bộ, nó hộp ga rất là nặng nha các bạn. Thì để mình kiểm tra sơ bộ cho các bạn xem. Trước khi thì mình để phán xét cái phần nào hư á, mình đưa vô cái máy kiểm tra trước nha các bạn. Đây, mình sử dụng máy điện tử các bạn. Hộp ga mà ngồi đón mò thì mình không chơi nha các bạn. Trước tiên mình sử dụng máy chuyển đón lỗi. Các bạn mua máy rẻ tiền cũng được mà. Các bạn nổ máy lên, các bạn vô các bạn kiểm tra luôn. Thì đây nè bạn, thì các bạn đợi cho mình muốn kiểm tra, các bạn đợi cho lên 60 độ tới 70 độ kiểm tra là ok nhất nha các bạn. Đây nè, 69 động cơ, 69 độ C nha các bạn, 69 độ C nha các bạn. Thì mình tắt máy luôn để mình quay lại mình kiểm tra cho không có tiếng máy cho đỡ ồn nha các bạn. Đây, mình kiểm tra sơ bộ cho các bạn xem. Hộp ga thì mình xoay quanh những cái vấn đề như là nhiệt độ động cơ này các bạn, coi nó có hoạt động hay không. Cảm biến nhiệt độ môi trường coi có hoạt động hay không. Thì đây là cái nhiệt độ môi trường là IAT nè các bạn, nó đang hoạt động ở 48 độ C nha các bạn. Còn nhiệt độ động cơ là 72 độ C nè. Cái điện áp nó vậy là cũng đạt nha các bạn. Còn cái áp suất khí nạp á, khi mình tắt máy là cái áp suất nó là 99 kg/L3 nè. Thì cái đó là cái cũng khi mình tắt máy nó sẽ về cái số đó nha các bạn. Mình quan tâm nhất á, là cái thời gian phun các bạn. Thời gian phun, cái tốc độ máy nè, coi nó đạt trong cái giá trị tiêu chuẩn cho phép hay không. Và cái vị trí bấm ga có bị treo hay không. Vị trí bấm ga như vậy là tương đối ổn nha các bạn. Không không điện áp ở 448mV nè. Thì để mình nổ máy lên cho bạn. Cái tối ưu nhiên liệu trừ 1 này là ok nha các bạn. Trừ 1 tới cộng 1 là ok. Mình nổ máy, còn cái cảm biến oxy này khi mà nổ máy lên mà nó ở 60-70 độ C, nó khoảng dưới 1V là ok nha các bạn. Đây mình nổ máy cho bạn xem nha. Đây ở cái dòng tua máy nè, 1600-1700 là ok nha bạn. Thời gian phun 3.2 nè. Cái thời gian của phun của cái động cơ này á, là nó tầm ở 3 chấm nha bạn, 2.8 3 chấm rồi cũng đạt rồi nha bạn. Rồi cái góc mở bấm ga này các bạn lên mà nó cảm giác nó lên đều nha bạn, 0.5-1 nè, bạn thấy không? Ngay cái vị trí bấm ga và điện áp bấm ga các bạn, cảm biến oxy của mình cũng đang hoạt động trong cái khoảng ok cho phép kìa, nó dưới 1V. Thì nè, mình khi mình lên ga mình nó hợp thôi các bạn, đang thấy các bạn đang hợp đó. Thì mình kiểm tra sơ bộ những cái thời gian phun nè, đạt nè. Các bạn thấy những cái thời gian phun cái thời xe hồi cái 2010 cái thời gian phun rất cao nha các bạn. Từ 2 chấm mình thấy tàu là khoảng 2.5 cho tới 3.2 được không? Còn những xe này mới nè, giờ nó dì 2.9 rồi bạn, có vẻ ổn định thì nó dì nè. Thì những cái thời điểm xe 2010 thì xe nó vẫn còn hao xăng hơn các bạn, hao xăng hơn xe bây giờ. Bây giờ thì áp dụng nhiều cái công nghệ mới. Thì mình kiểm tra sơ bộ nha bạn, các thầy bạn thấy là thời gian phun là ok nè. Rồi cái ga ti là 1600-1700 là ổn định nha bạn. Thì là không có kẹt ga đồ hết. Cái motor bước nha bạn, cái motor bước IACV các bạn vẫn ổn định nha bạn. Rồi cái áp suất khí nạp là mà các bạn hãy nhìn ngó nhanh nha. Cái này là hiển thị cái bù đốt mình á có yếu hơi hay không á, các bạn thấy nó nằm ở
nó nằm ở 40 mấy tới 50-60 là cũng được nha các bạn. Coi như là cái hệ số sức tỷ số nén của mình vẫn còn tốt. Rồi cái điện áp máy phát mình này cũng đạt nè. Những cái giá trị này cho thấy á, những cái tiện lượng hộp ga không có thuộc gì những cái phần mềm của máy nha các bạn. Thì tiếp sau đây nè, mình cho các bạn thấy hộp ga không có phải ngoài qua máy nha các bạn. Mình nghiêng cái xe cho các bạn xem, mình bắt cho bạn một cái bệnh là hộp ga nha. Cho các bạn xem nó hợp ga là hợp như thế nào nha. Cái này có một mình hơi khó nha các bạn. Đánh lửa ra nó tắt máy luôn các bạn. Thì khi mà các bạn lên ga lớn vậy nó sẽ gây hiện tượng hụp rất là nhiều nha các bạn. Thì cái bệnh này nó đơn giản nhưng mà nhiều khi cũng khó nha các bạn. Thì mình chia sẻ tới đây là hết rồi đó. Cái này là một cái bệnh gì nắp chụp buri và buri. Thường thường là cái buri nó ga ten rồi hết rồi các bạn. Cái đó trường hợp này các bạn nên thay bỏ nắp chụp buri và cái buri mới để cho xe chạy tốt hơn nha các bạn. Và mình xin cảm ơn các bạn rất là nhiều.